Hello, xin chào mọi người, thì chào mọi người đến với kênh của Jin nhé. Bắt đầu từ hôm nay thì bên Jin sẽ triển khai một shop mới. Đó, thì mọi người có thể vào cái link này, link shop mới của Jin này. Trong cái shop này của Jin thì hiện tại tất cả các sản phẩm đều giống hệt bên kia. Khi vào shop mới này của Jin ấy, thì mọi người có thể nhìn này, giảm giá 69.000 này. Đó, mọi người có thể lưu lại. Đó, lưu hai cái này thì mọi người có thể là giảm gần 200.000 của một đôi giày rồi. Nghĩa là các sếp mua thì có thể là 500.000 là mua được một đôi giày rồi mọi người nhé. Ưu đãi trên khách hàng cho shop mới của Jin nhé. Cả áo nữa, các thứ nữa đều giảm giá hết. Rồi, bây giờ thì vào video này. Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay hai đứa đi chơi đi chơi cái trò gọi là mùa đông nhưng mà chơi giữa mùa hè đấy, nó gọi là đẳng cấp. Thì mình đang đợi bạn đi qua đón ấy. Đó. Thì hôm nay hai đứa cũng chơi trò gọi là lần đầu trải nghiệm xem như thế nào. Nó kiểu đợi như kiểu. Hello anh. Hello em. Anh vừa. Anh đi. Em ơi. Thằng cu nó nhận ra mình. Em vừa thấy ra. Thằng cu nhận ra mình. Để à? Nhưng mà bị dụng mất một rừng rồi. Ok. Xem mới nhìn chất nhỉ. Ai à? Chị nào? Vặn vặn tay phát. Thì vừa nãy là nó tự tắt. Anh chở đấy. Xe này cao cấp lắm, không biết là nó biết đi không. Không, em thì sợ là anh không sống được chân. Đi đâu đấy? Ta sẽ đi một nơi hoang vu hẻo lánh. Không, okay. không. Thời tiết ta phải phù hợp với mùa hè chứ. Sao lại nhảy đèn như này nhỉ? Đó. Ủa? Anh muốn bật đèn á? Đây là phát sinh rồi. Bắt sinh nguồn xịn đấy. Xe càng ngày càng xịn sò mọi người ạ. Nó có cả bắt sinh luôn. Quá là đẳng cấp. Anh sẽ dùng tốc biến của Doraemon để chúng ta đi ra Bắc Cực nha. Sao? Hello mọi người, thì chúng mình đang đi đến địa điểm ăn chân gà rồi. Không phải, chị đi làm gì? Trời ơi. Một đền chó này, hai chó luôn. Đã mất nha. Chút cho nhảy ra khỏi xe nào. Ừ, chẳng xinh rồi. Đáng yêu. Nhảy ra khỏi xe như thế. Ui, ba con liền. Đẳng cấp luôn. Cánh cụt. Có con hải cẩu. Em thích chịu cánh cụt không? Có. Cuốn, con gái luôn. Ngắt đấy, ngầu đấy. Sợ nó nhảy ra ngoài. Đi vào không có thằng cu đấy. Sao vẫn thằng cu đấy, mất dạy. Thì em mới đi chơi mà. Nhưng mà chủ yếu là gửi
xe ở tầng mấy rồi. Ủa rồi, hôm nay ông đi ghê đấy. Đây chúng ta sẽ lên trên Bắc Cực là một người. Ui. Hiện tại sóc của mình đã, hai sóc đã được đi du hành thời gian. Chuẩn bị đi Mộc Châu đi. Ừ, Mộc Châu. Áo này mình có bán đấy mọi người nhá. Áo này bằng theo rồi. Đâu, áo này em trộm được. Tầng mấy nhỉ, tầng mấy, tầng mấy? Khá nhiều trò chơi nhỉ. Nó không phải ở đây, nó ở trên tầng hay sao ấy. Ừ, mà. Ôi, có chỗ chụp ảnh nhỉ. Two hours later. V204 hỏi nhân viên ở đây cơ, mà hỏi nước này đúng không ạ? Ờ. Nó ngay chứ mà quên đi hỏi. Đúng rồi. Đấy gọi là cái đường ngào đá. Đây đúng không? Đây xong rồi. Đó là em cảm thấy là Bắc Cực sắp đến rồi. Ừ, em cũng cảm thấy nó lại lạnh ở đây. Cảm thấy là có một cái luồng không khí rất là đẹp. Xong mất vé không? Mất vé xong còn phải thuê nữa. Ơ, đi đường nào nhỉ? À đây. Đây đúng không? Ơ, nhân viên đâu? Đây còn vé này. Đây. Ôi kìa. Chúng ta phải tỉnh tĩnh chứ. Ơ kìa kìa, cầm gì ấy? Nó cắt đâu. Đâu, đi vào đây mình về cho. Đấy, đi lại sao đi ạ? Cái túi kia hay á. À vâng. Nguy hiểm. Em nhìn thấy cái này là em mà thấy nó khá là nguy hiểm. Nhưng mà không biết là giày để đâu. Ồ, oh, à giày để đây. Ui, giày để đây. Ừ, chắc là ổn nhỉ. Ok, hai đứa sẽ thay giày ở đây nhá. Ơ, cái này là đứng được hay sao ấy? Không đứng được. Đây. Hả? Đứng thế nào là được? Không đứng được đâu. Đó. Hai đứa sẽ phải chuẩn bị tắt từ nhà đi để có không có đồ bảo hộ à? Có, à mình phải tự lấy à? Đồ bảo hộ là mình tự lấy đúng không? Nên là công chúa tóc xù. Ừ, trong cái phim gì? Ủa, từ đội áo trắng. Em bảo là đi ấy mặc áo trắng mà. Em bảo là đi trực tiếp mặc áo trắng rồi. À, cái này là luồn ra đây. Có đi cái em biết cài à? Ừ? Em biết cài không? Người cái sự thông minh của em thì nghĩ là đó. À đâu, gập xuống nhá. Đấy đúng rồi, xong gập xuống. Thử xem đúng không? Ờ. Ôi, một trải nghiệm mới. Em để lỏng lỏng ra nào. Đây, ấn ở đây. Lỏng quá. Em để chặt quá. Nhìn mấy bạn. Ờ. Wow. Đi được không? Em đi được một đoạn thôi anh hả? Ôi. Ôi mà không đi được rồi. Mẹ không đi được rồi. Để em bắt con đó. Là mong để em bắt con đó. Sao phải thuê thêm con cánh của tôi chơi tầm này không thể đi được. Đi khó nhờ. Không ra đâu. Ui cảm giác kiểu là cái sự điêu luyện của mình gì. Anh không thể. Ôi chưa. Ê đừng. Ui sao mà đi được nhỉ. Ui
mình không nghĩ là nó như này. Anh nghĩ là để à đây có chỗ ngồi rồi, hi hi, may quá. Ui có ngồi rồi. Ui cảm giác như kiểu từ cõi chết trở về. Bạn đi bạn ơi. Rồi luôn, bây giờ như nào luôn. Bé ơi, kéo bạn này vào trong này hộ mình được không? kéo vào đây. À, may quá, con này vào đây. Ui. Cái này nếu mà chạy một mình thì có. Nào. Ừ, lại, hay. Ui, tu. Ôi, trời ơi, đi được kìa. Anh đổi thuê. Nhưng mà anh nghĩ là anh không cần đến sự trợ giúp nào hết. Anh chỉ cần đứng như thế này là anh có thể sống rồi. Đến một cái lúc mà anh sẽ bị sợ. Thế á, chắc chắn là. Em nghĩ là chúng ta làm quay được. Ừ, anh cũng nghĩ là ok đấy. Nhưng mà tớ cũng sẽ chờ được. Ủa? Thế nào rồi? Có đau không? Đi chéo à? Đầu tiên là đi như sao? À. Đầu tiên là như vậy à? Ui. Ui. Được đấy, em nghĩ là chúng ta tập một tí là được. Anh nghĩ là khá là ok đấy. Ui. Mình ơi, thôi đi. Nếu mà tập có cần phải cái con chịu cái cột đầu tiên không? Thật ra không. Em tập không dùng nhưng mà có nhiều người dùng. Các bạn đứng lên trượt đi. Có vẻ mình có năng khiếu đi phải. Ơ tớ đi rồi này. Thấy không? Nhưng mà đang chú ý phanh thôi. Ủa đội này à. Đội này chơi một đội chim cánh cụt mọi người ạ. Được rồi này. Nhưng có vẻ là phải ngã vài phát mới ok được. Hai ơi, cứu em với. Mình sẽ nghĩ mình trượt được mọi người ạ. Em trượt lại chị xem với. Em trượt đi. Này, trượt đi. Đang đi vòng tròn được này mọi người. Ui, bình tĩnh.
2 hours later. Đấy đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng như thế rồi đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Được được. Ui ồ. Ui nào. Ui nào. Đâu nhau, đâu nhau, đâu nhau, đâu nhau. Đâu nhau, đâu nhau. Đây đây. Đang đứng ở trường rồi. Nào, rồi. Khổ quá nhỉ. Dạ rộng ra. Ơ kìa, ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Cho vé đẩy cho. Mình ngồi nghỉ mọi người ạ. Bạn ấy đang được một bạn đưa đi. Đi nào. Đừng, 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 đừng. Anh lên thử đi, em ấy đẩy cho. Này. Thank you.
nó kiểu với cái sự điêu luyện của mình thì anh không thật lo có một tí trông gối xuống, quỳ gối xuống, đúng rồi, đấy, đấy theo, phải quỳ gối, vượt hết rồi, anh bám đoàn, nhanh bám đoàn, đi đây rồi, may quá mình không cần phải trượt, đầu đoàn. Mình đang được pháo đoàn mọi người ạ. Ướt dài. Em phải trông trẻ. Còn với bạn Trang thì sao? Nó vẫn là một đoạn ẩn số nhưng mà bạn ấy đã di chuyển được rồi. Vâng, chúc mừng. Buổi đầu tiên như thế là đỉnh rồi đấy. Đấy ạ. Bạn Trang trượt khá là ok rồi. Đánh, đấy là ok. Đánh giám cho quả. Có vẻ là khá là đau chân mọi người ạ. Trải nghiệm đầu tiên mình cảm thấy là do lần đầu nên là khá là đau chân. Nhưng mà mọi người nên tập trượt một lần. Không quen để đi lại. Hả? Em đang không quen để đi lại. Ừ. Đứa đã có những cái kinh nghiệm rất là đẳng cấp luôn mọi người ạ. Rất nhanh, hôm nay nhanh nhẹn đấy, không phải tình gì luôn. Ờ. Nay chúng ta rất là đẳng cấp luôn. Này. Thì hai đứa đã đang trên đường về và hai đứa đang cảm thấy rất là đói. Không, rất là đói. Nên là chúng ta phải đi ăn gì đấy đi. Đây ạ.
sau khi tập thể dục xong thì có thể tinh thần có thể phấn chấn hơn. Nó có thể ngon lắm. Tối nay tối nay mà ngủ hai người thì càng ngon hơn. Hôm tôi là rất là buồn là mỗi người về một nơi. Thật ra thì khi mà chuyển xe xong thì mình cảm thấy tinh thần rất là phấn chấn này. Nói chung là khá là ok. Cảm giác như kiểu giảm đi rất nhiều về vấn đề chết đấy. Ông này khác. Bây giờ em sẽ mua cho anh nhưng anh phải nhảy cho em một điệu nhạc. Nhảy điệu gì? Ừ, anh nhảy được không? Em thấy đúng rồi, em thấy có con nhảy đấy, ấy ấy đẳng cấp. Đó, à, được được. Em thấy nó ngoáy mông luôn cơ. Anh thử ngoáy mông đi. Rồi được, được rồi, để em lại mua nhá. Tại vì hôm trước em cũng gặp một ông ấy. Cậu cầm tiền của tớ mà. Có một ông ở chỗ văn văn quán rồi. Anh phải tập nhảy nữa, nó mới đẳng cấp. Ok. Ok, bye bye. Khốn sợ. Ngon không? Khá là ngon mọi người ạ. Thôi là nghĩ chân thôi, khá là ngon. Em chỉ cần đứng chơi được à? Em chỉ cần mua máy đọc sau rồi. Mà sao nhỏ này? Chắc nó nhỏ này. Đây này. Đây nhá. No chưa, ăn no chưa? Quẩy rõ lầu. Thấy yêu thương là gì? Hello mọi người, thì hai đứa gọi là đi ăn sập cái chỗ đấy rồi, nói chung là no quá. Chúng ta phải đi về thôi, nhưng mà tình hình là Jin về nhà Jin mà bạn ý về nhà bạn ý thôi. Khá là buồn. Chúng ta không thể ở cạnh nhau nữa. Nhưng mà chúng ta đã có những phút giây hạnh phúc bên nhau. Thôi được rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của hai đứa và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Vâng, đây là màn đi về của bạn Trang. Màn đi về là cái gì? Mà đi về. Phải cẩn thận đấy. Nhiều đồ quá. Ừ, rất chi là nhiều đồ luôn. Đây còn sao? Phải cẩn thận nhá, về nhắn tin cho anh nhá. Ừ, đi vào. Mày cẩn thận đấy. Này nhá. Mày đi vào đi, muộn rồi. Muộn lắm rồi đấy. Mày gần 12 giờ rồi. 12 giờ đúng mày. Ừ, thôi, đi về đi. Đi về đi. Ừ, về đi. Ui, từ đông rồi. Rồi, đúng rồi, đi về đi. Đấy à, đi về. Chào mọi người ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.